Những quán chay hấp dẫn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm sôi động của miền Nam Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với ẩm thực phong phú mà còn là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích đồ chay. Với sự đa dạng và sáng tạo trong cách chế biến, các quán chay tại thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực độc đáo và đầy thú vị. Bếp chay Phạm Hồng Phước. Bếp chay Phạm Hồng Phước là một trong những địa điểm ăn chay được yêu thích tại thành phố Hồ Chí Minh. Quán nổi bật với thực đơn đa dạng, từ các món gỏi, canh, đến các món chính như bún, phở chay. Đặc biệt, các món ăn tại đây được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo chất lượng và hương vị. Không gian quán ấm cúng và thân thiện, là nơi phù hợp cho các buổi họp mặt gia đình và bạn bè. Quán chay Liên Khai. Quán chay Liên Khai là một địa chỉ quen thuộc với những người ăn chay tại thành phố Hồ Chí Minh. Quán có thực đơn phong phú với nhiều món ăn ngon như cơm tấm chay, bánh xèo chay và bún riêu chay. Các món ăn được chế biến kỹ lưỡng, hương vị đậm đà và hấp dẫn. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, phục vụ nhanh chóng và chu đáo, đáp ứng nhu cầu của thực khách. Quán chay Thôi Kệ. Quán chay Thôi Kệ nổi tiếng với phong cách ẩm thực độc đáo và hương vị riêng biệt. Thực đơn của quán bao gồm nhiều món ăn hấp dẫn như lẩu chay, bún mắm chay và gỏi cuốn chay. Món ăn tại đây được chế biến từ các nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng hóa chất hay phẩm màu, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Không gian quán được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, tạo cảm giác thoải mái cho thực khách. Quán chay Chị Cũ. Quán chay Chị Cũ là một trong những quán chay bình dân được nhiều người yêu thích. Quán có thực đơn đa dạng với các món cơm, phở, mì chay phong phú. Các món ăn tại đây được chế biến đơn giản nhưng vẫn giữ được hương vị ngon miệng và hấp dẫn. Quán còn có các món ăn nhẹ như bánh bao chay, bánh mì chay, phục vụ nhu cầu ăn uống của thực khách mọi lúc, mọi nơi. Quán Việt Chay. Quán Việt Chay là một địa chỉ không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích ẩm thực chay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực đơn của quán bao gồm nhiều món ăn truyền thống Việt Nam được chế biến theo phong cách chay như nem rán chay, bún bò Huế chay và canh chua chay. Mỗi món ăn đều được chế biến tỉ mỉ, giữ nguyên hương vị đặc trưng của món ăn gốc. Không gian quán sang trọng, mang lại trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa ẩm thực mà còn là thiên đường của những người yêu thích ăn chay. Các quán chay tại đây giúp du khách tứ phương sẽ có những trải nghiệm ẩm thực độc đáo và hấp dẫn. Hãy dành thời gian khám phá và thưởng thức các món ăn chay tại những địa điểm này để cảm nhận sự phong phú và tinh tế của ẩm thực chay tại thành phố Hồ Chí Minh.